Góc vườn âm nhạc. Tại Pháp, nam ca sĩ Thomas Dutronc xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ rất nổi tiếng. Mẹ anh là François Hardy, thần tượng nhạc Pháp từ những năm 1960, còn thân phụ là ca sĩ kiêm tác giả Jacques Dutronc. Bản thân Thomas đã từng sáng tác cho mẹ một số bài hát trên tập nhạc Clair Obscur. Còn với bố, anh vừa cho phát hành vào mùa hè năm nay bản song ca J'aime les filles. J'aime les filles de chez Castel. J'aime les filles de chez Régine. J'aime les filles qu'on voit dans Elle. J'aime les filles des magazines. J'aime les filles de chez Renault. J'aime les filles de chez Citroën. J'aime les filles des hauts fourneaux. J'aime les filles qui travaillent à la chaîne. Vous êtes comme ça. Téléphonez-moi. Si vous êtes comme si, téléphonez-lui. Sự kiện Jacques và Thomas Dutronc hát chung trên cùng một sân khấu cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Hai bố con đã từng hợp tác nhiều lần với nhau kể từ năm 1995. Thời Thomas còn là một nhạc sĩ đàn guitar và chưa thật sự bước vào nghề ca hát. Đến khi Thomas thành danh thì hai cha con mới làm việc chung như đồng nghiệp. Họ bổ sung cho nhau vì hai nghệ sĩ này đến từ hai phương trời khác biệt. Jacques chuyên hát nhạc rock, còn Thomas thì thích chơi nhạc jazz. Bản song ca J'aime les filles là trích đoạn đầu tiên của album phòng thu, gồm các bản phóng thác mà hai cha con Dutronc sẽ trình làng vào mùa thu tới. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer. Mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. C'était sa dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé. Trong khi chờ đợi album mới, Thomas Dutronc vừa cho tái bản album phòng thu thứ tư của anh với tựa đề Frenchy. Mặc dù được đặt tựa tiếng Anh, nhưng album này gồm nhiều ca khúc kinh điển tiếng Pháp. Thomas đã triệu mời nhiều nghệ sĩ quốc tế trứ danh để cùng anh ghi âm lại các bản nhạc rất quen thuộc. Trong lần tái bản album Frenchy, Thomas Dutronc đã chủ yếu mời nhiều ca sĩ Pháp như Jane Birkin, Etienne Dao, Eddie Mitchell và ngay cả bố anh là Jacques Dutronc cũng đã góp giọng trên album này. Còn về phía François Hardy, do sức khỏe quá yếu cho nên nữ danh ca đã không tham gia vào album của con trai mình. Thomas vẫn dành cho mẹ nhiều tình thương khi ghi âm lại một ca khúc rất nổi tiếng của François Hardy. Nhạc phẩm Le Premier Bonheur du Jour, Hạnh phúc đầu tiên trong ngày, từng ngăn khách vào năm 1963, nay được Thomas Dutronc ghi âm lại với giọng ca Clara Luciani, mà giới phê bình thường hay so sánh như một François Hardy thời còn trẻ. Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil, c'est l'oiseau qui a chanté. Tuy xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nhưng Thomas Dutronc đã suy nghĩ một thời gian khá dài trước khi nối nghiệp song thân. Sinh năm 1973, anh ban đầu chọn theo học ngành điện ảnh vì nuôi mộng trở thành đạo diễn, chứ không muốn làm ca sĩ. Sau khi tốt nghiệp, anh làm đủ mọi nghề để kiếm sống
từ học đàn guitar rồi đi biểu diễn trong các nhóm nhạc jazz độc lập. Thay vì trở thành đạo diễn, anh lại tìm ra một cách để dung hòa đam mê điện ảnh với sở thích chơi nhạc chuyên nghiệp bằng cách sáng tác nhạc phim. Trong vòng 5 năm liền, từ năm 2003 đến 2008, Thomas đã gặt hái khá nhiều thành công nhờ dày công đeo đuổi lĩnh vực sáng tác nhạc phim bên cạnh việc soạn ca khúc cho nhiều ca sĩ khác. Mãi tới năm 2007, Thomas Dutronc mới cho ra mắt album ca nhạc đầu tay với tư cách là ca sĩ kiêm tác giả. Tài năng của anh đã thực sự chín mùi và loại nhạc jazz du mục mà anh đeo đuổi đem lại cho thế hệ trẻ cầm bút sáng tác một luồng sinh khí mới. Nhờ có nhiều kinh nghiệm tay nghề, cho nên album đầu tiên ghi âm khá trễ vào năm 34 tuổi là giúp cho Thomas Dutronc lập kỷ lục số bán, hai lần đạt mức đĩa bạch kim. Còn bản nhạc chủ đề của tập nhạc Comme Manouche sans guitare như kẻ du mục không đàn đoạt giải thưởng âm nhạc Pháp Victoire de la Musique dành cho sáng tác gốc hay nhất trong năm. Từ đó cho tới nay, Thomas chỉ cho ra mắt 4 album phòng thu và mỗi lần anh thích làm việc theo nhóm chứ không thích làm việc solo. Oh la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on sent là, on est triste et on traîne. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, we'll just wake up and kiss the good life. Goodbye. Au revoir. Cho dù còn non tay nghề trong những năm tháng đầu đời, nhưng Thomas Dutronc chưa hề dựa vào song thân hay gia thế để làm nên tên tuổi của chính mình. Sự nghiệp cá nhân là do bản thân anh tự gầy dựng. Giờ đây, Thomas đã trở thành một nghệ sĩ thực thụ, được giới chuyên môn công nhận. Ngoài tài nghệ chơi đàn guitar, anh còn có cái tài hòa âm phối khí. Nhờ các bản phối nhạc jazz mà tập nhạc Frenchy trong lần tái bản càng được thăng hoa bay bổng như trong giai điệu Petite Fleur của Sidney Bechet. Một nụ hoa nho nhỏ khiêm nhường, một quả mọng đo đỏ ven đường, mà sao bỗng thơm ngát mùi hương, cho lòng chợt vẫn vương. J'ai caché mieux que partout ailleurs au jardin de mon cœur une petite fleur. Tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux souvenirs lointains. Petit